Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Có thể đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Chống dịch ở Hải Dương để giữ an toàn cho cả nước. Chùa Phúc Khánh Hà Nội sẽ tổ chức lễ cầu an trực tuyến. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng đi mới trong các trang trại ở Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình tiến độ sản xuất vaccine trong nước. Ngày 18 tháng 2, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen đã hoàn thành tiêm mũi thứ 2 và lấy máu 7 ngày sau tiêm mũi 2 để đánh giá tính sinh miễn dịch cho 60 người tình nguyện ở 3 mức liều 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Với kết quả nghiên cứu ở cả 3 liều tiêm ở 60 đối tượng, kết quả cho thấy vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax an toàn, không có biến cố bất lợi. Đánh giá sơ bộ, vaccine có sinh miễn dịch tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 3 liều chưa có số liệu chính thức do thời gian ngắn, số lượng mẫu còn nhỏ. Sáng 19 tháng 2 đã tiến hành đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 để chuyển sang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Thì phương án đầu tiên để giải quyết những vấn đề liên quan đến tiến độ cho cái nghiên cứu giai đoạn 2 thì cũng báo cáo Phó Thủ tướng là quan điểm thì chúng ta phải đảm bảo tất cả những cái quy trình về mặt khoa học và đặc biệt là phải đảm bảo trong cái quá trình nghiên cứu chúng ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng tham gia nghiên cứu. Để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian nghiên cứu, Bộ Y tế đề xuất không chỉ tổ chức triển khai nghiên cứu vaccine tại một điểm cầu tại Học viện Quân y mà còn phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia vào nghiên cứu. Qua tính toán sơ bộ ban đầu, với số lượng nghiên cứu giữ nguyên đảm bảo cơ mẫu giai đoạn 2, tuy nhiên thời gian nghiên cứu có thể rút ngắn được 50%, còn 3 tháng thay vì 6 tháng bởi có sự tham gia nghiên cứu của hai đầu cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày 26 tháng 2 tới sẽ tổ chức tiêm mũi vaccine đầu tiên của giai đoạn 2 tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đúng theo tiến độ, vào cuối tháng 3 sẽ tiêm mũi vaccine thứ 2 và đến cuối tháng 4 có kết quả nghiên cứu của giai đoạn 2 để chuyển sang giai đoạn 3 trong đầu tháng 5. Giai đoạn 1 thì mục đích chỉ thăm dò tính đáp ứng miễn dịch thôi. Vì vậy là con số của 60 trường hợp này mặc dù đã thăm dò, không khẳng định được cái gì liều nào nó có giá trị quyết định để mà chọn lựa giai đoạn 2 thì nó đã cho thấy là đều có kháng thể. Mà mới chỉ là đây 3 năm nữa là cái hiệu quả của kháng thể được tăng gấp 4 lần so với T0. Và đặc biệt nữa là cái khả năng trung hòa của cái kháng thể đấy với virus thì nó vượt đáp ứng rất là tốt. Có thể nói là gần đến trên 90%. Hai nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quân y cam kết từ nay đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thiện toàn bộ nghiên cứu giai đoạn 2 để đến đầu tháng 5 có dữ liệu nghiên cứu làm cơ sở xem xét có thể chuyển sang giai đoạn 3. Với tiến độ triển khai như hiện nay, các chuyên gia hy vọng Việt Nam sẽ mất khoảng 4 đến 5 tháng để kết thúc giai đoạn 3. Mới đây tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, đến thời điểm này đã ghi nhận 578 trường hợp mắc COVID-19 tại hai ổ dịch lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Poyun Việt Nam và huyện Cẩm Giàng. Trong đó, 95% là từ các trường hợp F1 đã được cách ly, gần 5% là tại những khu vực phong tỏa và 1% là xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng có triệu chứng sốt ho. Hiện Hải Dương đang cách ly tập trung F1 cho 14.000 người, bằng số người cách ly cả nước. Vì vậy, Bộ Y tế lưu ý Hải Dương phải kiểm soát chặt các khu cách ly của quân đội, dịch vụ, cách ly cho các chuyên gia và tại gia đình theo đúng hướng dẫn, kiểm soát chặt tại cộng đồng nơi có nguy cơ. Về trường hợp ca bệnh tại Hưng Yên, Bộ Y tế cho biết đây là trường hợp đã được Hải Dương công bố và đã được cách ly từ ngày 1 tháng 2. Đến nay, các địa phương cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, chỉ còn Hải Dương cần tập trung lực lượng nhiều hơn, mặc dù ổ dịch ở thành phố Chí Linh đã được kiểm soát, ổ dịch Cẩm Giàng cơ bản được kiểm soát, ổ dịch ở thành phố Hải Dương cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Liên quan đến việc thông thương hàng tại Hải Dương và các tỉnh lân cận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể về phân vùng dịch tễ, gỡ khó khăn để việc lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Mới đây, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường tăng cường hỗ trợ y tế cho tỉnh Hải Dương. Địa phương đang kêu gọi cả nước cùng chung tay chống dịch.
Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm kỹ thuật viên xét nghiệm Quách Hiền Trung, khoa sinh hóa và kỹ sư Văn Cập Quý, phòng trang thiết bị y tế, mang theo hệ thống máy sinh hóa, miễn dịch đã lên đường ra Hải Dương hỗ trợ tiền tuyến. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2021 cho đến khi dịch bệnh tại Hải Dương được kiểm soát. Với tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, sẵn sàng hỗ trợ và chi viện cho các tiền tuyến, thời gian qua Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động nhiều đội phản ứng nhanh lên đường hỗ trợ cho các tỉnh thành với sự tin tưởng mang đến hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh và nâng cao hiệu quả phòng chống dịch của nước ta. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có công văn yêu cầu trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cán bộ công chức viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ giám sát truy vết tiếp xúc gần ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Theo số liệu của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến 17 giờ ngày 18 tháng 2, cả nước đã có hơn 29 triệu lượt cài đặt ứng dụng Bluezone. Riêng Hà Nội, tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 2, có gần 3 triệu lượt tải và cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, đạt tỷ lệ 35,46% dân số, xếp thứ 2 trên toàn quốc, sau Đà Nẵng về tỷ lệ lượt cài Bluezone trên dân số. Là giải pháp công nghệ do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, ứng dụng Bluezone giúp phát hiện tiếp xúc gần ca nhiễm nghi nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt tháng 4 năm 2020. Chiều ngày 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên các trường học trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28 tháng 2 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trong thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn, theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tổ chức dạy học trực tuyến qua truyền hình và Internet theo kế hoạch, đồng thời chủ động phối hợp với cơ sở y tế, phụ huynh học sinh, đảm bảo tốt công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đường băng 1B giai đoạn 1, cảng hàng không quốc tế Nội Bài được sửa chữa, nâng cấp, đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị thi công bắt tay ngay vào giai đoạn 2, hoàn thành các hạng mục còn lại của đường băng 1B và hoàn thiện đường 1A, các đường lăn kết nối, kết thúc trước dịp Tết Nguyên đán 2022. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, nên ngay ngày đầu xuân Tân Sửu, hàng trăm công nhân thiết bị đã được huy động hoạt động hết công suất trên công trường. Đại diện quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngay sau khi hoàn thành các hạng mục xây lắp đường băng 1B, các nhà thầu thi công bắt tay ngay vào thực hiện các hạng mục giai đoạn 2 của dự án ngay từ mùng 4 Tết Tân Sửu là tiếp tục hoàn thành 800 m đường băng 1B. Tiếp đó sẽ nâng cấp sửa đường băng 1A, đảm bảo xong trước Tết Nguyên đán 2022. Dự án vừa thi công vừa khai thác mà vẫn phải đảm bảo an toàn bay nên tất cả mọi biện pháp thi công phải thực hiện quy trình nghiêm ngặt. Qua cái triển khai ở giai đoạn 1, chúng tôi đã rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm và những cái giải pháp để làm sao mà tốt hơn cho giai đoạn 2, mà những cái máy móc thiết bị chúng tôi bổ sung thêm và nhân sự chúng tôi qua giai đoạn 1 thì tay nghề cũng đã nâng lên rất là nhiều. Tôi chỉ được thi công 5 tiếng ban đêm. Thế nhưng mà do cái lưu lượng bay nó được giãn cách ra thì chúng tôi cũng đã làm việc các cơ quan hàng không là có được phép thi công và trong cái thời gian mà xen kẽ giữa các cái chuyến bay. Và chính vì vậy mà kết hợp với tổ chức là rất nhiều mũi thi công, chính vì vậy là tiến độ có thể được rút ngắn. Có mặt tại công trường ngay những ngày đầu xuân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng do dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không phải dừng bay, tần suất bay giảm tới trên 50%. Vì vậy các đơn vị thi công phải chủ động hơn nữa, nắm bắt thời cơ để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi tin rằng đến 31 tháng 12 năm 2021, công trình cải tạo đường cất hạ cánh 1A và 1B tại cảng không quốc tế Nội Bài sẽ hoàn thành và đáp ứng được nhu cầu đi lại khai thác của các hãng không, đảm bảo được phục vụ cho người dân hồi phục trở lại của ngành hàng không Việt Nam. Mà bây giờ tất cả các hãng không thì đang thua lỗ nên chúng ta phải để chủ động hơn nữa trong cái công tác tổ chức thi công. Tiến độ cụ thể thì cơ bản thống nhất như vậy, 31 tháng 12 quyết tâm phải đưa vào khai thác cái đường cất hạ cánh 1A.
31 tháng 12 2021 ấy. Nội Bài là một trong hai cảng hàng không lớn của cả nước, có vai trò rất quan trọng đối với giao thương trong nước và quốc tế, phục vụ các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Dự án sau khi hoàn thành nâng cấp, cải tạo sẽ tiếp tục tiếp nhận các máy bay Airbus A350, Boeing 787-9, 787-10 đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2025, dự kiến đạt đến 44 triệu hành khách một năm. Đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Sau 6 năm nghiên cứu và áp dụng thực tế sản xuất ở thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng, năm 2018, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dược phẩm Việt Nam đã quyết định đầu tư nhà máy nuôi cấy sản xuất nấm đông trùng hạ thảo ở xã Thiện Tiến, huyện Tiên Lữ. Ông Hưng cho biết, để hoàn chỉnh được sản phẩm, đơn vị phải sử dụng nguyên liệu hoàn toàn theo hướng hữu cơ và phải thực hiện các công đoạn hoạt hóa giống, lắc giống, ủ tối và cuối cùng đến công đoạn phơi sáng. Mỗi lứa từ 60 đến 80 ngày mới được thu hoạch. Chúng tôi nuôi trồng đông trùng hạ thảo là hoàn toàn là hữu cơ. Đấy. Gạo là chúng tôi cũng có vùng trồng gạo. Cái nguyên liệu là gồm có gạo lứt này, lướt dừa, khoai tây, thế với lại con nhộng tằm. Từ thực tế áp dụng sản xuất nhãn linh chi theo hướng hữu cơ đã giúp gia đình anh Bùi Xuân Sử, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thu được hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm an toàn được các siêu thị, đại lý ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm là động lực để giúp anh Sử tiếp tục đầu tư 6 hectare đất nông nghiệp sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ, thực hiện chiến lược sản xuất an toàn, bền vững, đặc biệt để người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm. Anh Sử đã lựa chọn kỹ nguyên liệu từ khâu làm đất, bổ sung dưỡng chất cho cây như không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu mà chỉ sử dụng phân chuồng với vôi, nấm, chi côn trộn đều rồi ủ hai bục, sau đó bón cho cây trồng, kết hợp với thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh. Sản phẩm an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, lại có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Dù mới đi vào sản xuất từ đầu năm 2020, song hợp tác xã đã thu được 4 lứa rau củ quả. Chúng tôi cũng biết rằng sản xuất theo hướng hữu cơ ấy, thì cái đầu ra bước đầu mình rất là khó khăn. Chúng tôi đã phải chấp nhận và định hình được như vậy. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn làm? Vì chúng tôi xác định là sẽ gắn bó với nền nông nghiệp về lâu về dài. Thế mình không làm theo hướng hữu cơ thì mình là người độc đầu tiên. Cái thứ hai, chúng tôi cũng rất muốn rằng là những sản phẩm nông nghiệp ở đây của hợp xã này đưa ra thị trường đến tay những người tiêu dùng thì làm sao mà được sản phẩm an toàn nhất để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là tiền đề để phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững mà ngành nông nghiệp tỉnh đang hướng tới, nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ. Sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng lựa chọn, góp phần bảo vệ môi trường và tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Hàng năm cứ vào dịp rằm tháng giêng, người dân thủ đô đã quá quen với hình ảnh hàng nghìn người dân từ khắp mọi nơi đổ về chùa Phúc Khánh, quận Đống Đa, Hà Nội tham gia đại lễ cầu an, gây nên cảnh ùn tắc kéo dài hàng km. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà chùa sẽ tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Đại lễ cầu an cũng sẽ được nhà chùa tổ chức vào 20 giờ ngày 25 tháng 2, tức ngày 14 tháng giêng năm Tân Sửu. Buổi lễ sẽ diễn ra trực tuyến và được đăng tải trên các kênh Facebook, YouTube để Phật tử cả nước tham gia, theo dõi. Nghi lễ diễn ra trong khoảng 1 giờ do các sư cử hành khóa lễ. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn Thực phẩm đã xử phạt gần 200 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. Cụ thể, Đoàn Kiểm tra Liên ngành các tỉnh, thành phố đã thành lập Đoàn Kiểm tra Liên ngành về An toàn Thực phẩm đối với 909 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như giò, chả, thịt lợn, gà, rau quả. Qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 173 cơ sở với tổng số tiền phạt là gần 2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết, thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm. Trong những ngày này, tại chợ hoa Quảng Bá, hàng trăm cành lê, gốc lê được các tiểu thương bày bán. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên lượng người trở về đây mua hoa cũng thưa thớt hơn so với mọi năm. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn.
Hoa lê rừng bung nở, khoe sắc cuốn hút và mê hoặc với người dân Hà Nội. Giống như đào rừng, hoa lê cũng được đánh giá bởi hoa đẹp, nhiều nụ, độ sần sùi của thân cây càng già càng đẹp. Hoa lê trắng tinh khôi, khi cắm tạo được vẻ sang trọng. Ngoài ra, hoa lê còn là biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên và may mắn trong năm mới, nên được nhiều người lựa chọn. Tết xong là chúng tôi thay cây đào thì chúng tôi cho cây lê vào. Nó đẹp. Thấy mọi người bảo là chơi lê sau Tết thì may mắn. Thế là hoa lê năm nay thấy có vẻ đẹp. Năm nay mới bắt đầu chơi. Hoa lê mày đẹp. Nhiều năm trở lại đây, hoa lê được nhiều người ưa chuộng là một thú vui trong những ngày đầu xuân năm mới. Chị Nguyễn Thị Luân, 6 năm gắn liền với việc đưa những gốc lê về Hà Nội bày bán cho biết, lê năm nay nở rộ, hoa nở đẹp nhưng giá thành rẻ hơn. Theo như tôi, cái hoa lê năm nay thì tuyệt vời. Trong 6 năm tôi đi buôn lê là năm nay là năm thứ 2 là hoa lê đẹp. Thì năm ngoái cái hoa lê là nó bị sương muối ở trên, nó không có hoa. Thế nên ta không lỡ. Như năm nay thì là hoa lê rất đẹp. Đẹp từ bắt đầu ăn Tết xong là hoa lê nó bắt đầu nó lỡ. Cái giá thành năm nay thì là khi chúng tôi mua được rẻ thì chúng tôi về cũng phải bán rẻ cho dân. Mỗi cành hoa lê sẽ có một giá khác nhau. Với những cành thân to, cành đẹp giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng. Những cành nhỏ giá dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đặc biệt, những cành có dáng độc, thân mốc, sai lộc, thân có đường kính lớn giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, so với mọi năm, giá hoa lê năm nay rẻ hơn nhiều so với năm ngoái. Mọi năm thì tầm rằm tháng giêng mới bắt đầu có hoa. Thì năm nay hoa đã lở từ khoảng mùng 1 đầu năm rồi. Thú chơi hoa lê dần phổ biến ở thành thị và hoa cũng được trồng nhiều ở vùng cao. Nó vừa mang ý nghĩa cho sự thanh khiết, mong muốn một cuộc sống bình an, lại mang lại giá trị kinh tế. Giữa phố phường nhộn nhịp của thủ đô, cành lê trắng tinh khiết như một nốt trầm để lòng người lắng lại với thiên nhiên, đất trời, mênh mang hướng đến một mùa xuân mới. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện và thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở trên biên giới. Trong hai ngày liên tiếp đã có tổng cộng 32 công dân Việt Nam trở về từ bên kia biên giới. Các công dân này thường trú ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các công dân khai nhận trước đây đã sang Trung Quốc lao động làm thuê. Do thời gian sau Tết Nguyên đán ít việc làm nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Hiện biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao các công dân trên cho lực lượng y tế đưa đi cách ly theo quy định. Ngày 19 tháng 2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 18kg ma túy tổng hợp dạng đá. Các đối tượng bị bắt gồm Giàng A Tao, sinh năm 1982, Giàng Thị Vang, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Điện Biên và Giàng Thị Chu, sinh năm 1985, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 2, lực lượng phá án đã bắt giữ Giàng A Tao khi đối tượng đang vận chuyển 18kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án đã xác định được thêm 2 đối tượng, Giàng Thị Vang và Giàng Thị Chu. Trong quá trình bị truy bắt, 2 đối tượng này đã bỏ xe máy và trốn vào rừng. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, sau 11 giờ truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt giữ an toàn 2 đối tượng này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể cá nhân trong chuyên án. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.